Thế giới Phương Nam xin kính chào quý khách. Tiếp sau đây Phương Nam giới thiệu đến tất cả anh em quý khách một dòng xe đạp điện mới nhất, mẫu mới tại thị trường Việt Nam, đang có tại cửa hàng xe đạp điện Phương Nam nhé. Đây là form xe của em nó, thì rất là bắt mắt. Thì cái đầu tiên mình sẽ giới thiệu đó là cái đèn nét này. Đấy, đèn nét rất là đẹp nha. Đồng hồ hiển thị cũng rất là đẹp luôn. Đây mình bật khóa nha. Đó, đồng hồ cực kỳ đẹp nhá. Đấy, có hai chế độ này. Đấy, chế độ 1 và 2 chạy nhá. Đấy, bây giờ mình lên ga cái là chạy luôn anh em nha. Đó, con này chạy tối đa là được 42 km/h nha. Đó, 42 km/h nha anh em. Rất là mạnh luôn. Đó, ok chưa? Và bên cạnh đó thì mình sẽ giới thiệu về đèn led này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đấy, có chữ 5 ngôi sao và chữ led màu đỏ. Bên cạnh đó là có nguyên 4 bóng đèn led nha. Anh em này mình đang túi bóng ni lông mình bọc, mình chưa có bóc ra nha, xe mới mà. Đó, rất cực kỳ sáng nha anh em. Đó. Xi nhan. Đấy, trước sau đầy đủ hết nha. Còi rất là lớn nha. Rồi, ok. Đây là form xe của em nó nha. Và đặc biệt xe đời mới này thì nó có hệ thống thông minh, đó là khóa điều khiển từ xa nha. Có hai đầu mốt. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái vấn đề là không cần dùng chìa khóa, chỉ cần ấn đây hai cái như siêu xe luôn. Ấn hai cái này. Đấy là hệ đồng hồ. Thấy không? Và chúng ta nổ máy là chạy luôn, không cần dùng chìa khóa nha. Và khi chúng ta tắt, chúng ta chỉ cần ấn một nút thôi là tự tắt. Bên cạnh đó có hệ thống chống trộm an toàn, đỡ mất xe nha. Các bạn ấn đây hai cái này. Ấn một cái này. Rồi, khi trộm chỉ cần đụng vào xe các bạn thôi là nó sẽ kêu 3 tiếng. Và khi nó cố tình nó đụng một lần nữa, thấy không, thì nó sẽ kêu rất là lớn. Đó, nó kêu hoài luôn. Đó, nhưng mà chúng ta chỉ cần đơn giản thôi. Chỉ cần thao tác chúng ta ấn nút tắt là xong nha. Đó là bộ phận thông minh của chiếc xe đời mới. Rồi, giờ mình sẽ đi chi tiết về chiếc xe cho anh em mình cùng xem nha. Cái đầu tiên, đây là đứng lên ngồi được, và đặc biệt là gắn được cái giỏ đựng đồ rất là ok ở cái ba gang trước này nha. Cái hai là bánh được làm bằng nhôm nha. Vỏ đặc. Đấy, vỏ này là không xài ruột nha. Phuộc hơi rất là êm, đi êm ru luôn. Khung sườn cực kỳ chắc nha. Đây hàng xuống nút cực kỳ chắc luôn cho anh em luôn. Đấy, khung này làm rất là chắc chắn luôn nha quý vị nha. Đấy, xe mình bán là bảo hành đấy 1 năm cho tất cả anh em quý khách mình luôn. Cái bợ để chân cực kỳ lớn. Đấy, ngồi thoải mái luôn. Để đồ, chở đồ đây nè, thoải mái luôn quý vị nhá. Trong yên này đựng được đồ, áo mưa, tất cả mọi thứ trong đó đều được hết. Đó. Phuộc sau rất là to, cuộc này chở hai người lớn đi vi vu luôn, nhưng mà đi một mình thì quá ok. Ba ga rất là chắc chắn nha. Đó. Rồi, đây là mình sẽ quay form xe của em nó nha. Đấy, rất là đẹp, rất là bắt mắt. Đó. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp. Đấy, có ship xe các tỉnh Bắc Trung Nam cho quý vị luôn. Đấy, khung sườn các thứ cực kỳ chắc lét luôn. Đấy, rất ấn tượng nha quý vị. Đấy, anh em cần liên hệ sớm giúp mình. Cửa hàng nó có rất nhiều mẫu, đa dạng mẫu toàn đời mới cho anh em lựa chọn, mà giá lại cực kỳ rẻ nha. Cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Chuyên xỉ lẻ các loại xe. Đấy, anh em cần lấy nhiều số lượng bao nhiêu cũng có luôn. Rồi, cảm ơn anh em tất cả quý khách rất là nhiều.